Các bạn thân mến, trước đây Đức Huy Lê Channel đã có một video hướng dẫn cách chuyển đổi phông thuộc bảng mã TCVN 123, mà cụ thể là phông VN Time, sang bảng mã Unicode, cụ thể là phông Time New Roman. Tuy nhiên nó chỉ chuyển đổi được từng cặp phông với nhau. Trường hợp mà nếu như mà file của chúng ta có hai phông mà chúng ta muốn chuyển sang cái phông thứ ba thì sẽ rất khó khăn. Với các cái file mà nó có đồng thời cả hai phông, ví dụ như là phông Vili và TCVN đồng thời như cái file này chẳng hạn. Đấy, phía trên đây là phông VN Time thuộc bảng mã TCVN 123, và phía dưới đây là phông Vili Time thuộc bảng mã Vili Windows. Thì tôi chưa có cái phông này nên nó phần này nó bị lỗi. Đấy. Lỗi phông. Thì nếu như chúng ta trước đây chúng ta sử dụng YubiKey thì chúng ta sẽ không làm được, bởi vì nó chỉ chuyển từng phông một thôi. Và nếu như chúng ta muốn chuyển thì chúng ta phải copy từng phần thì rất lâu. Vì vậy ta sẽ sử dụng cái ứng dụng chuyển đổi phông đồng thời như thế này. Các bạn tải cái file này bên dưới video là phần mô tả. Sau khi tải về các bạn tiến hành giải lén. Giải lén xong thì chúng ta sẽ mở ra và tiến hành cài đặt cái phần mềm. Ở đây là phần mềm OOffice và kích Instant để cài đặt. Ở đây là Word đang chạy cho nó là chúng ta không cài được. Thì để cài cái này chúng ta phải tắt các cái phần mềm thuộc Office đi. Để sau khi cài xong thì nó sẽ tự động nó nạp vào Office cho chúng ta và ta tiến hành cài đặt. Các bạn chờ khoảng 1 phút thì sẽ cài đặt xong. Đây, khi hiện như thế này có nghĩa là đã cài đặt thành công. Và ta sẽ thoát cái phần mềm, tắt vào cái nút này. Đây. Bây giờ ta sẽ mở cái file mà gồm có hai phông và một phông thì đang bị lỗi là do là trong máy là chưa có cái phông đó. Hai phông thuộc bảng mã Vili Windows và TCVN 123. Đây. Sau khi cài đặt thì nó đã tự động nó thêm vào trong cái Office của chúng ta. Ta sẽ kéo lên thanh công cụ lên đây để sử dụng lâu dài. Bây giờ để chuyển đổi toàn bộ cái file này sang bảng mã Unicode thì ta chỉ quét chọn cái vùng, ta có thể nhấn Ctrl A để quét toàn file cũng được. Sau đó các bạn kích vào cái đây, cái tệp, biểu tượng tệp ở góc bên trái cùng đây để sử dụng các cái công cụ chuyển đổi phông. Đây. Thì ở đây cửa sổ hiện lên cái phần mã nguồn này thì các bạn nên để là tự động. Và còn cái phần mã phông kết quả đây thì ta sẽ chọn sang là TCVN đấy, cái cuối cùng đây. Vì mặc định nó đã cho chúng ta là cái phông này thì sẽ là phông Time New Roman, thì nó đổi sang phông Time New Roman cho chúng ta luôn rồi. Đấy. Và chúng ta sẽ chọn các cái phạm vi chuyển đổi là toàn văn bản. Hoặc là đấy, có thể lúc trước ta không cần nhấn Ctrl A mà ta quét chọn một cái vùng nào đó, sau đó ta chọn toàn văn bản cũng được. Đây, nếu chọn vùng thì ta chọn cái này. Và lựa chọn nâng cao thì các bạn tùy ý các bạn chọn. Sau khi lựa chọn xong thì chúng ta kích chuyển đổi để phần mềm tự động chuyển bảng mã cho chúng ta. Đó. Thời gian chuyển cũng rất là nhanh, chỉ khoảng tầm 1 phút thôi. Sau khi chuyển xong thì đây nó hiện lên cái phông của chúng ta luôn. Và cái phông của nó chính là phông Time New Roman luôn. Các bạn thấy rằng là cái phông mà thuộc bộ gõ là Vini Windows lúc trước bị lỗi do tôi chưa cài đặt phông thì bây giờ cũng không bị lỗi nữa. Và các cái phông đấy, các kích vào ta sẽ thấy rằng là đều hiện chữ Time New Roman, tức là thuộc bảng mã là Unicode luôn. Đó. Và bây giờ nếu mà chúng ta muốn chuyển các cái phông này sang phông Arian, bởi vì phông Time New Roman và Arian đều thuộc bảng mã Unicode, nên nếu các bạn muốn chuyển sang phông Arian thì ta chỉ cần nhấn Ctrl A để quét toàn bộ file Word. Sau đó ta chọn phông là phông Arian vì cùng bảng mã nên là khi đổi phông như thế thì nó sẽ không bị lỗi chữ. Thì đó là cách chuyển đổi đồng thời phông Vini và phông TCVN 123 sang phông thuộc bảng mã Unicode. Đề nghị các bạn kích vào nút đăng ký dưới video này để theo dõi và đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Challenge. Xin chân thành cảm ơn.